Đặc sản của Lạng Sơn, ôi con này bị giòn này. Mọi người đến lễ hội chỉ mua đủ ăn đấy các bạn ạ. Xin chào tất cả các bạn nha. Tôi đang có mặt tại một cái con đường. Là đâu nhỉ? Con đường này sẽ dẫn mình sang đến biên giới Trung Quốc. Và ở đây là cái đường quay bắc biên. Nhà mình thì cũng giả đấy. Hôm nay thì mình không ăn ở đây thì gặp một cái của đồng bào dân tộc biên giới này. Quay luôn cho các bạn xem. Anh điều được, cứ lên nhà anh chơi không? Đấy, lễ hôm nay thì có những cái gì nhiều? Lên bán là trước cửa nhà anh luôn. Bây giờ mình sẽ di chuyển xuống dưới một vòng cho các bạn xem nhé. Bánh mì đặc biệt thơm ngon ơi. Bánh mì đặc biệt thơm ngon. Ở cái khu vực này thì rất là gần Trung Quốc luôn ạ. Thì bà con sống ở đây chủ yếu là công việc là làm ruộng, làm nông. Bà con ở đây chủ yếu là giữ đất cho nước mình thôi. Thì ở vùng biên này thì rất là hẻo lánh, núi rừng rất là nhiều. Thì trong một năm thì rất có ít dịp để mà vui chơi như này. Thì hôm nay thì cũng hết tháng riêng rồi. Và vẫn còn sót lại một số bộ. Bà con được vui chơi ngày đầu xuân rồi sẽ tiếp tục công việc hàng ngày của mình. Như thường lệ thì tất cả các hộ ở Lạng Sơn thì sẽ rất nhiều lượt quay. Còn có thể thấy hai bên đường của mình đây là rất là nhiều lượt quay. Mình sẽ vào quay chút lượt quay cho bạn xem nhé. Hai lần quay đi. Lấy hai lần quay. Quay bên này nhá. Quay đặc sản Lạng Sơn. Đặc sản Lạng Sơn. Ôi con này bị giòn này. Thử ngon khó cướng này. Quá. Để dịch ra xa mới được, không thì bán đấy. Khung cảnh mọi người đến lễ hội Nà Kha đang mua lượn quay để thưởng thức món đặc sản lượn quay làm món mật nổi tiếng Lạng Sơn. Wow. Đây 70.000 này. 70.000. Mọi người đến lễ hội chỉ mua đủ ăn đấy các bạn ạ. Con lợn quay này sẽ phải tầm 60 cân đây các bạn ạ. Khá là to. Được rồi. Đây các bạn đây. Lợn quay ở Lạng Sơn thì các bạn biết rồi đấy. Đặc sản nổi tiếng thơm ngon luôn. Thế Lạng Sơn mà không thử thưởng thức lợn quay thì rất là tiếc các bạn nhé. Miếng kia 70.000. Rất là ngon các bạn ơi. Bì rất là giòn. Con này chưa chặt à chị? Hiện tại thì con này thì rất là ngon này các bạn. Rất nhiều người đang đứng xếp hàng mua các bạn ạ. Bên này có rất nhiều các cô các chị đi chơi hội này các bạn. Này thời tiết rất là đẹp các bạn ạ, nắng rất là to. Đây, các bạn có thể nhìn thấy là những hàng lợn quay ở một cái lễ hội rất là gần biên giới Việt Trung. Người dân ở đây là những người dân đồng bào Tày Nùng nhé các bạn. Hôm nay được đi chơi hội rất là vui.
các chị em hôm nay được đi hội để xõa các bạn ạ. Mọi người sẽ mua thịt quay ra đây ngồi ăn uống và vui chơi nốt ngày hội hôm nay. Con này còn nóng lắm em một phang đấy. Đi anh ơi. Về đây em con này đi, mở ăn cho con này. Con này ngon quá trời ơi. Con này đây. Mì rất là đẹp đấy các bạn. Màu rất là chuẩn. Đây. Tại đang rất là nhiều đang đứng chờ mua lợn quay các bạn. Đặc sản lợn quay lắm ở bên Lạng Sơn, rất là chất lượng. Tuyệt vời quá các bạn ạ. Đây là măng mật trong con lợn đây các bạn. Hương vị tạo nên một con lợn thơm ngon. Chính là măng mật. Gia vị chính của lợn quay Lạng Sơn nhé. Các bạn có thể thấy là các miếng thịt phải rất là ngon các bạn này. Các bạn có thể thấy là rất là nhiều người đang đứng xếp hàng mua lợn quay. Chất lượng quá các bạn ơi. Sau khi chặt ra được đem lên đĩa nhìn rất là ngon. Nhìn cái miếng thịt rất là mềm và ngọt thịt. Quá tuyệt vời các bạn ơi. Tham rất kỳ lắm đó. Đây là phần bì nha các bạn. Thì nữa sẽ được để lên trên cái đĩa thịt này. Có. Tham có chân do ra về các hạ cân bác sĩ này. Đây. Sau khi chặt xong thì sẽ được xếp những miếng bì. Lúc này thiếu lên mà áo vớ. Bắt áo lại sẵn nè. Hết
Hay là ao thêm chanh không? Cho thêm quá đẹp mắt luôn, quá ngon, rất là chất lượng, nhìn rất là thèm, rất là kích thích. Nó còn có nấm chấm nó bay lên này. Đây, các bạn này. Ngồi đâu đây? Rất là kích thích luôn. Cho vào thuy to để bay bay. Đã sẵn lợn quay là măng mật lợn sơn luôn luôn không làm ta thất vọng. Có rộng chuẩn lợn quay nổi tiếng lợn sơn, một canh bột ngọt đâu. Đây, nước chấm đây. Nước chấm thần thánh này. Wow, nước chấm thần thánh. À, lên ra ngoài xem bà chị vào cho đã làm dặn uống trà sữa. Ở bà vào đây bán được nhỉ? À, con này bì giòn, màu rất là đẹp. Bà bán vào sớm mà không vào. Đây, là măng mật ở trong con lợn ở đây con. Năm nay không thấy có nhạc mấy đâu nhỉ, phải mấy? Nhưng năm ngoái thấy nhiều, khá nhiều nhạc rồi. Ăn ngon quen rồi hả? Anh Nhuận, hai người khác vào thôi à? Tụi em không muốn đâu anh ạ rồi. Chiều không muốn. Là cái anh. Em vừa ăn trên này đâu? Đấy vẫn cơm trên này xong. Ông mày xuống đây. Lạng Sơn. Đặc sản. Vị 36 vị đấy. 36 vị. Và quá chất lượng. Bì là giòn tan luôn. Bì giòn. Đừng động vào nổ đấy anh ơi. Nổ ấy, toác ra luôn đấy. Động mạnh là toác đấy. Chị ơi, còn bà đâu? Bốn bà đi chị ơi. Đây, con lợn này gần 70 cân. Rất là đẹp. Mâm rồi đấy. Hiện tại đang có rất nhiều người đứng chờ mua thịt. Nhà bên dưới này khá là đông các bạn. Đây thì sẽ di chuyển xuống bên dưới này, quay qua xem cái lễ hội thì xã thôi. Đông vui nhộn nhịp.
ở hai bên đường. Có rất là nhiều hàng quán và các cô dì chú bác, thanh niên trai gái tập trung ra ngồi quán này để đi chơi, ngồi ăn uống rất là nhiều. Đang ở đâu vậy? Đi nhanh lên đi. Chỉ cần khẩn thì tan rồi không anh? Rất là vui các bạn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục di chuyển xuống phía bên dưới nhé. Cái hội này diễn ra trên một con đường, thế nên là dài khoảng tầm 500m đấy các bạn. Mọi người sẽ chảy hội hai bên đường. Đây, các bạn có thể thấy là rất là xinh. Nhất là bên này mà. Rất là đông luôn các bạn ơi. Con đường chỗ này nó chật cứng người, giao thông nó hơi bị tắc một chút. Có thể thấy là người dân tham gia lễ hội này rất là nhiều. Chỉ còn được chơi vài ngày nữa thôi thì mọi người sẽ trở lại với công việc và cuộc sống hàng ngày. Chào chị nhá, chị đi. Mọi người ai cũng rất là vui tươi và giữ cho mình một cái tâm trạng thoải mái nhất. Bây giờ mình sẽ di chuyển xuống phía bên dưới này, tiếp tục cuộc hành trình review một cái hội ở đây cho các bạn xem. Hai bên đường này mình cũng không biết là trang phục ở đây nó sẽ khác ở một nơi một chút. Nhưng đây là những trang phục đặc trưng của người dân tộc ở cái khu này các bạn ạ. Cũng là dân tộc Tày Nùng nhưng mà ở một huyện khác thì trang phục cũng sẽ khác nha các bạn. Hai bên đường rất là nhiều gấu bông mà chưa có người sở hữu. Xuống bên phía dưới này thì hội không còn được đông như ở trên nữa rồi các bạn. Nhưng mà hai bên đường thì người bán hàng cũng vẫn rất chi là nhiều. Giờ đây thêm hàng lượn quay đấy các bạn. Nói chung là ở hội thì lượn quay cũng sẽ rải rác ở khắp nơi, chỗ nào cũng có. Giờ đây khá là đông này. Đó. Mọi người đi hội này thì chủ yếu là tập trung ăn uống thôi nha các bạn. Chứ hội này thì cũng không có những trò chơi hay có những cái tiết mục gì. Các bạn có thể nhìn thấy cái không khí ở đây rất là vui. Mọi người ra
hai bên đường ăn uống rất là vui. Đây là chỉ là không khí của lễ hội thôi. Mình đang di chuyển xuống phía dưới này thì cũng là cuối của hội này rồi các bạn. Và nếu mà đi tiếp con đường này thì sẽ sang cửa khẩu bên Trung Quốc nha các bạn. Đây khách Trung Quốc khả năng cần chỉ 4-5 cây nữa thôi nha các bạn. Mình sẽ quay lại thôi vì dưới đây là cũng vắng rồi, hết hội rồi.
video mình cũng khá là dài rồi, mình xin dừng video tại đây nha các bạn. Chào, hẹn gặp lại các bạn.